Trực tiếp bóng đá Viettel 1-1 Thanh Hóa, tấn công ghi thêm bàn thắng H2. Cầm chân nhau 1-1 trong hiệp 1, cả Viettel và Thanh Hóa đều muốn tấn công để ghi thêm bàn thắng trong khoảng thời gian còn lại. Ghi bàn, Viettel, Bedo, Boiler, 10 Ben, Thanh Hóa, Gustavo Santos, 7. Đội hình ra sân, Viettel, Nguyên Mạnh, Thủ Môn, Thanh Bình, Xuân Kiên, Bedo, Boiler, Abdul Muminov, Gia Công Sa Chaha, Cát Ngọc, Duy Thường, Đức Chiến, Hoàng Đức, Mạnh Dũng, Seven, Thanh Hóa, Thanh Diệp, Thủ Môn, Dân Lợi, Tiến Dũng, Minh Tùng, Xuân Hùng, Gustavo Santos, Ngọc Tân, Thành Long, Văn Thắng, Quốc Vương, Jose Pinto. Ảnh sự nghiệp, tường thuật trực tiếp về theo cơ sở Thanh Hóa, những diễn biến chi tiết, diễn biến ảnh video mới nhất cụ nhất, ngày 28 tháng 8 năm 2022, 20:20, 20:20, hiệp 2 trận đấu bắt đầu. Thu gọn, ngày 28 tháng 8 năm 2022, 20:04, 20:04, hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Thu gọn, ngày 28 tháng 8 năm 2022, 19:45, 29, Hồ Khắc Ngọc đá phạt từ gần chấm đá phạt góc, anh đưa bóng đi cuộn thẳng về phía khung thành và dội sang ngang Thanh Hóa bật ra. Thu gọn, ngày 28 tháng 8 năm 2022, 19:38, 22, trận đấu tiếp tục diễn ra cởi mở sau khi mỗi đội ghi được một bàn thắng. Thu gọn, ngày 28 tháng 8 năm 2022, 19:27, 10, Viettel gỡ quả tức khắc, Jeven được nhập vòng cấm và bị thủ môn Thanh Diệp phạm lỗi, trọng tài lập tức thổi phạt đền cho Viettel. Trên chấm 11m, Bedo Boiler dễ dàng đánh lừa thủ môn của Thanh Hóa để đưa trận đấu về vạch xuất phát. Thu gọn, ngày 28 tháng 8 năm 2022, 19:25, 7, Thanh Hóa bất ngờ mở tỷ số sớm. Gustavo Santos bên phía Thanh Hóa chớp thời cơ xoay người dứt điểm rất nhanh trong vòng cấm mở tỷ số cho đội bóng xứ Thanh. Thu gọn, ngày 28 tháng 8 năm 2022, 19:15, 19:15, trọng tài Nguyễn Mạnh Hải thổi còi cho trận đấu được bắt đầu. Thu gọn, ngày 28 tháng 8 năm 2022, 18:25, 18:25, thu gọn, ngày 28 tháng 8 năm 2022, 17:50, bảng xếp hạng G-League 2022, thu gọn, ngày 28 tháng 8 năm 2022, 17:45, đối đầu và thành tích.